cậu nhìn xem, ta mặc thế này đã được chưa? Đẹp, còn không có nghe quả. Mời Ngọc Hoàng đi, thầy cô nà. Ok. Cậu ơi, thế này là thế nào mà đẹp quá. Đấy là huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đấy ạ. Còn Tân Kỳ đẹp đấy. Bạn mới nhìn xem, sao ở trên kia có gì mà vui vậy? Dạ, đấy là cả bạn nhỏ trong môn truyền sinh kiến thức về luật an toàn giao thông đấy ạ. Hôm nay em làm công an tiên trên đường. Đừng chỉ lôi cho xe chú cô vào lại. Hôm nay em làm công an tiên chiều em thối còn tê tê. Hay, sáng tạo, ta rất thích. Mời Ngọc Hoàng đi tiếp ạ. Sao dưới này là có nhiều kiến thè đâu? Ngọc Hoàng ơi, không phải kiến đâu. Đây là người dân đang tham gia giao thông. Dạ. Mà sao còn một người đứng một mình kia kia? Đó là anh cảnh sát giao thông đang làm công việc điều khiển giao thông. Dạ. Điều khiển giao thông à? Một người mà có thể điều khiển được hàng nghìn người mà không ai đâm vào nhau. Đúng vậy. Đó là nhờ sự điều khiển của anh cảnh sát giao thông và ý thức rất tốt của người tham gia giao thông để Ngọc Hoàng à. Anh cảnh sát giao thông giỏi quá. Này cậu ơi, chúng ta đi chậm nhẹ. Vâng, thưa Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng và bắt đầu. Dạ thưa Ngọc Hoàng.
cùng cháu đã tham gia cuộc thi tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật an toàn giao thông. Chúng cháu muốn mời Ngọc Hoàng bắt đầu. Bà và chủ cảnh sát giao thông là những khách mời đặc biệt của chúng cháu ạ. Được, ta sẽ đến cổ vũ cho các cháu. Sống. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lãng lai, đi trên đường ta không dạt hàng ngang. Gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là tình yêu cuộc sống. Chúng em với